bỏ vô bao rác hay là làm sao? Hay là ra con la con lấy cái bao giấy. Cái này không có thì má hốt thì trong góc chi để đập phân. Thì bây giờ má đồn lại. Bây giờ chị ta làm. Bỏ luôn thôi. Rồi xong cái gì thì mình chịu khó mình á. Giờ mình chỉ làm cỏ thôi. Cỏ với làm cho sạch đúng không? Để cắt ngắn thôi. Nếu tí cái cắt mấy ngắn nhỏ. Cái làm cỏ cho sạch. Cái này nó lại hốt. Bỏ qua mất để cho nó thành thơm luôn. Nó không để đây. Thì mình đọc mình về mang muốn là đạo đất để trồng luôn hay là chỉ hay là trồng chậu thôi. Trồng chậu thôi. Cái này là bào rau nó sạch thôi, tức là bỏ vỏ nhỏ. Bấm lại chút xíu chị Hằng. Mệt chứ ngoại? Hả? Mệt chưa? Con ngồi nghỉ xả hơi một chút. Mệt rồi, uống nước không má? Uống không? Uống thêm đúng không? Nóng hả? Hôm ngủ mấy hôm nay có cái cây này nó đỡ nè. Chứ không có cây này nóng quá chừng nóng. Đó, nãy giờ cào cào gì cũng đỡ. Chắc ông con lấy một cái bao giấy nữa. Đúng không? Lấy thêm cái nữa không? Lấy thêm cái bao giấy. Vậy thôi nhét luôn hai vô hai ba được rồi hả? Cỏ hôm kia con cắt cũng gần hết rồi, bị uống gần sạch gần sập rồi. Mai kêu thêm bị ra cắt cỏ. Thôi mà hay khỏi cắt cỏ cũng chưa có dài lắm. Tại tuần này nắng quá mà cắt quá nó đem mới cháy cỏ luôn. Kệ nó để cho mới nhé. Con gom lại cho hả? Hai má gom. Con gom luôn lấy cái lớn đó, con gom nó dễ. Mấy nó xài được hả? Nó hư rồi, để mua cái cây khác đi.